Vâng, xin được chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Coi Vlog. Lời đầu tiên thì cho phép xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác, anh chị, bạn bè đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Sơn Coi Vlog trong suốt thời gian qua. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, thì trong thời gian gần đây thì Sơn Coi Vlog ra được rất ít video. Xin được chia sẻ với quý vị và các bạn là trong thời gian này Sơn Coi Vlog đang làm một căn nhà nhỏ cho để gia đình sinh sống. Bởi vì căn nhà của Sơn Coi Vlog cũng đã xuống cấp và mưa gió bị rất là dột nên là phải bế con chạy vòng quanh nhà này, nên là hôm nay quyết định là sẽ xây một căn nhà. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, thời tiết ở Thái Nguyên lúc này đang rất là nắng nóng. Đây bây giờ là xem là mấy giờ. Mười một giờ 28, gọi là 11:30 rồi. Đấy. Hôm nay Nam ơi, anh phỏng vấn đi nhỉ? Vâng, thưa quý vị và các bạn nhá, đây là anh em ở Thái Bình. Hôm nay 11:30 rồi anh em vẫn đang làm cho Sơn Coi đây, rất nhiệt tình. Đây là em em Nam nhỉ? Vâng. Em Nam quê hương Thái Bình. Vô tình xem trên YouTube cũng biết Sơn Coi. Ngày hôm nay em làm đây thì phỏng vấn em mấy câu nhỉ? Vâng. Thế là Nam sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000 anh ạ. 2000 à? Vâng. Rồi, năm 2000. Ước mơ của Nam là làm gì nhỉ? Em ước vời vời mơ làm YouTuber. À, YouTuber. Vâng. Đấy, thế là Nam có mọi người hãy vào kênh Hoàng Nam Vlog nhỉ? Vâng. Em có kênh Hoàng Nam Vlog nhá. Em có ước mơ làm YouTube. Đây, em cũng rất được mong muốn được sau này được như anh Lộc phụ hồ đây. Đấy, em mong ước của mọi người hãy vào ủng hộ cho em làm nhá. Vâng. Thế em có muốn nhắn nhủ gì tới khán giả của trên toàn quốc không? Có anh ạ. Em cứ nói tự nhiên đi. Em muốn muốn các gọi các bạn vào xem cái ấy kênh của mình Hoàng Nam Vlog. Hoàng Nam Vlog của mình, kênh của mình nhá. Rồi, sau này em sẽ là một YouTuber đúng không? Vâng. Em sẽ thay đổi số phận. Rồi. Vâng. Để cho phát triển đúng không? Vâng vâng. Thế Nam có người yêu chưa? Em chưa anh ạ. Chưa người yêu gì? Vâng. Rồi. Anh kia tên là anh gì nhỉ? Huy. Huy. Huy à? Rồi rồi nhá, hôm nay anh ở Sơn Coi Vlog, em biết anh cũng qua mạng đúng không? Vâng. Vô tình hôm nay là em cũng xây dựng cho nhà anh. Vâng. Thì anh cũng làm căn nhà nhỏ thôi. Vâng. Nhà này chỉ một tầng đổ mái thôi để cho nó đỡ mưa nắng thôi. Vâng. Thì anh rất là thời tiết rất là nắng nóng. Vậy thì anh sẽ có gọi là chút động viên cho hai anh em nhá. Vâng. Đây anh động viên cho hai anh em. Vâng. Vâng. Đây là để anh em uống nước. Vâng, vâng. Đây là anh tấm lòng của anh nhá. Vâng vâng vâng. 200.000 thôi. Đó. Vâng. Để cho anh em đi về rồi uống đồng nước nhá. Vâng vâng. Anh vâng. Cảm ơn. Vâng vâng. Đây. Vâng. Đấy. Rất bất ngờ nhá. Vâng. Đấy, thời tiết rất là nắng nóng. Đây là Sơn Coi Vlog ủng hộ anh em. Vâng. Rồi nhá. Vâng.